Chào mừng các mẹ và các bé đến với bếp ăn trường mầm non 20 tháng 10. Hôm nay cô Hồng giới thiệu mẹ và các bé món ăn gà sốt chua ngọt. Nguyên liệu hôm nay gồm có thịt gà 500g, bột chiên giòn 50g, hành tỏi khô bóc vỏ băm nhỏ, nước mắm, sốt cà chua, đường, giấm và dầu ăn 200g. Gà và chiên. Khi thịt gà đã chín vàng, cô vớt ra đĩa. Ta cho 2 thìa nước mắm. Hai thìa sốt cà chua. Hai thìa đường. Hãy
gà chín mềm, cô Hồng múc ra đĩa. Như vậy món của cô đã hoàn thành.